Trước khi vào chủ đề chính đó các bạn, mình mong các bạn hãy dành ra một ít thời gian để qua bên kênh Túp Chia Sẻ này để đăng ký ủng hộ giùm mình nha. Đây là cái kênh nhỏ của mình và mình vừa mới tạo, cũng chia sẻ những cái mẹo hay đời sống hàng ngày nha các bạn nha. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách tẩy mật viết nha, rất là hay nha các bạn nha. Thì ở đây nha các bạn, chúng ta sẽ thường hay đánh dấu vào những cuốn sách mà chúng ta cần phải học. Thì chúng ta sẽ đánh dấu như thế này ha. Đây là mật của bút dạ quang màu xanh. Thì đôi khi các bạn cần phải xóa nó vì đánh dấu sai ở cái mục nào đó và chúng ta muốn đánh dấu lại. Và chúng ta đã lỡ đánh dấu rồi thì chúng ta cần phải đánh dấu lại để cho nó đúng, để chúng ta dễ nhớ. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tẩy mực của bút dạ quang này nha các bạn nha. Các bạn sẽ sử dụng một bông tăm như thế này ha, và sử dụng một ít giấm ăn. Đây là loại giấm ăn chua nha các bạn nha. Rồi các bạn sẽ phải nhúng như thế này. Rồi các bạn thấy chưa? Chỉ trong vòng 3 giây thôi thì nó đã ra hết rồi các bạn ha. Rất là đơn giản. Rồi bên đây luôn nè. Rồi đây là một cách xóa mực bút dạ quang rất là hay, rất đơn giản các bạn nha. Các bạn nhìn nè, nó bay đi hết ra và sau khi nó khô á, thì nó sẽ như là một cuốn sách ban đầu các bạn nha. Nó sẽ không có một tí vết mực nào của bút dạ quang chân nha các bạn nha. Này, và nếu các bạn không có giấm ăn á, thì các bạn có thể sử dụng chanh nha các bạn nha. Đó thì các bạn có thể sử dụng chanh là một cách dễ kiếm nhất. Còn giấm ăn thì đôi khi có nhà có và có nhà không ha. Rồi thì các bạn có cách nào mà hay hơn cách này của mình á, thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới để mọi người cùng biết nha. Và video của mình chia sẻ đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích á, thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thêm phát triển các bạn nhé. Và các bạn cũng đừng quên ấn nút chuông để không bỏ lỡ những video mình ra hàng ngày nha các bạn nhé.